Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi đối thoại bàn tròn với Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là JBAT. Theo đó, mặc dù đánh giá thành phố Hồ Chí Minh đã có hành động cải thiện, nhưng các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, ghi nhận của FBNC tại buổi đối thoại sau đây. Theo bản khảo sát của JBAS, hầu hết các vấn đề vướng mắc Hiệp hội đã phản ánh trước đây đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tiếp tục gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của thành phố. Theo ông Nakagawa Motohisa, thành viên ban môi trường kinh doanh của JBAS, các doanh nghiệp trong khu chế xuất vẫn rất lo lắng về quy định thành lập chi nhánh ngoài khu chế xuất. Theo đó, vào cuối năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 164 quy định các doanh nghiệp trong khu chế xuất phải thành lập chi nhánh bên ngoài khu chế xuất thì mới được mua bán hàng hóa với bên ngoài. Do vấp phải sự phản ứng từ phía các doanh nghiệp, nghị định này sau đó đã được hoãn áp dụng cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2014, thay vì có hiệu lực ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn nào khác xung quanh nghị định này. Quy định về kinh doanh hàng hóa tại khu chế xuất đến nay vẫn chưa được giải quyết. Quy định này có tại Nghị định 164 từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. Khi chúng tôi hỏi cơ quan nhà nước thì được trả lời là phải chờ thông tư hướng dẫn. Chúng tôi mong sớm có thông tư hướng dẫn, chứ như hiện nay, doanh nghiệp không biết phải làm thế nào. Về vấn đề này, theo đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HEPSA, do quy định vượt thẩm quyền của thành phố, nên trước mắt các doanh nghiệp vẫn phải chờ. Tuy nhiên, theo thông tin của HEPSA, Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính là bãi bỏ quy định thành lập chi nhánh bên ngoài khu chế xuất. Trong thời gian đợi hướng dẫn cụ thể, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh bình thường và nhắc nhở việc ban hành hướng dẫn. Ông Motohisa cũng đã nhắc lại lời hứa áp dụng hình thức đăng ký khuyến mại trực tuyến cho doanh nghiệp từ năm 2014 mà thành phố đã đưa ra trong cuộc đối thoại lần trước. Theo ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị này vẫn đang chuẩn bị, nhiều khả năng hình thức này sẽ được áp dụng vào quý 1 năm 2015. Tuy nhiên, theo ông, hình thức đăng ký khuyến mại hiện nay vẫn rất dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi đang hoàn thiện lại hệ thống hạ tầng. Và quý 1 của năm 2015 thì chúng tôi thực hiện cái việc đăng ký thuế. Nhưng xin thông báo quý vị là đối với thủ tục khuyến mại thì rất đơn giản. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký và thời gian mà chúng tôi gửi mail của email của doanh nghiệp đến cho chúng tôi chính là để làm thực hiện theo thủ tục. Cho nên tôi nghĩ rằng là không khó khăn gì đối với các doanh nghiệp khi thực hiện thương mại. Không đồng ý với câu trả lời này, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản vẫn yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai việc đăng ký khuyến mại qua mạng vì hệ thống xử lý qua mail còn chậm, trong khi chương trình khuyến mại của doanh nghiệp thường thay đổi rất nhanh. Không trực tiếp liên quan đến việc kinh doanh, nhưng ông Seki Kunihiko, thành viên ban môi trường kinh doanh của JBAS cho biết tình trạng ngập nước, kẹt xe, trộm cướp cũng đã ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của thành phố. Cách đây mấy ngày, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh một người nước ngoài bị móc túi trên đường Nguyễn Huệ. Tôi biết giữa Việt Nam và Nhật Bản có sự khác biệt về văn hóa và tính cách. Tuy nhiên, tôi cũng như những người Nhật đang sống và làm việc ở đây đều cảm nhận thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố an toàn, dễ sống, có điều kiện tốt. Tôi cũng rất muốn giới thiệu những người Nhật Bản khác hãy đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nên tôi rất mong thành phố có thể mạnh tay hơn để cải thiện tình trạng an ninh trật tự và cơ sở hạ tầng. Một vấn đề đặc biệt gây bức xúc cho các doanh nghiệp Nhật Bản là việc các doanh nghiệp vẫn bị vòi tiền khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực hải quan. Đại diện Cục Hải quan thành phố cho biết, cho đến nay, đơn vị này vẫn chưa nhận được phản ánh nào tương tự. Từ năm 2000 đến nay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đã công bố số điện thoại đường dây nóng từ đồng chí cục trưởng đến các phó cục trưởng đến các phòng nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình mà thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu chúng tôi chỉ nhận những cái vướng mắc liên quan đến cái quá trình làm thủ tục hay là vướng mắc các quy định của các bộ ngành để chúng tôi giải thích, chứ còn chúng tôi cũng chưa nhận được các phản ánh cụ thể của các doanh nghiệp về cái khoản tiền mà qua hầm không chính thức. Theo đại diện Cục Hải quan, sau khi áp dụng hệ thống thông quan tự động, có đến 70% hàng hóa được thông quan trực tuyến. Số phải kiểm tra qua hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa thì đã có máy soi container. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, theo quy định mới, xác nhận xuất xứ hàng hóa, xác nhận giá trị và xác nhận mã số hàng hóa đều được thực hiện trước. Với các nỗ lực này, việc thông quan hàng hóa sẽ diễn ra nhanh hơn và hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu của các cán bộ và công chức. Tuy nhiên, ông Nghiệp cũng đề xuất thành lập một đường dây nóng do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố quản lý để tiếp nhận các vấn đề này.
nếu mà ủy ban nhất trí thì chúng ta sẽ thiết lập một cái đường dây điện thoại đường dây nóng ở bên của trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư, sẽ là cái số điện thoại đường dây nóng để cho các hiệp hội các doanh nghiệp chúng ta có những cái vướng mắc mà liên quan đến cái khoản hoa hồng không chính thức này, thì chúng ta sẽ gọi về cái đường dây đó để trung tâm sẽ là cái cơ quan thứ ba giám sát cái việc này. Ông Lê Mạnh Hà cho biết, có thể xem xét thành lập một đường dây nóng chung cho cả người nước ngoài tại thành phố, nhằm ghi nhận không chỉ các vấn đề liên quan đến kinh doanh mà cả an sinh xã hội. Nhìn chung nhiều ngoài có, chúng tôi có cải thiện được tình hình, nhưng mà đã yêu cầu hay chưa thì chắc là chưa. Chúng ta cần phải có nỗ lực hơn như cải thiện. Thì trong thời gian có thể chúng tôi sẽ tập hợp là một số cho người nước ngoài để phản ánh những cái mà họ cần cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước. Cũng theo ông Hà, luật đầu tư và luật doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua mới đây, kỳ vọng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI đến hoạt động tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ cùng với cả nước nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.